Mình đang chạy trên một con đường, mà đường đua đó mình lúc nào cũng sẽ là người bị tụt hậu ở phía sau. Hello everyone, welcome back to my channel và American Dream chuyện chưa kể. Hôm nay video này nội dung chính của nó sẽ chính là 5 điều và cũng như là tư tưởng mà các bạn chúng ta phải nên tránh khi mà đi qua nước ngoài định cư. Cũng như là những cái video trước đó thì Hào sẽ lấy những cái kinh nghiệm của mình khi mà ở Mỹ này sẽ chia sẻ với tất cả các bạn. Khi mà mình trong cái thời gian mà các bạn có giấy tờ để mà chuẩn bị đi qua Mỹ đó thì các bạn biết là mình ở nhà mình chờ đợi đúng không? Thì cả bao nhiêu năm trời đó mình chờ đợi thì nghe được những cái lời của những người thân bên này hay là những người đang định cư ở Mỹ thì nó sẽ rót vào trong đầu chúng ta những cái tư tưởng và những cái tư duy mà mình nghĩ là ô mình sẽ đi qua Mỹ, mình sẽ làm cái này làm cái kia, hoặc là ô nước Mỹ nó có cái này rồi có cái kia thì mình chỉ cần qua mình chỉ bắt đầu lại thôi thì nó sẽ rất là dễ dàng. Có dễ dàng hay không á thì khi mà mình qua đây thì mình mới biết được. Hào rất là may mắn là Hào có cô của mình là như một cái người mentor, là cái người định hướng. Không phải là định hướng tương lai nhưng mà cô Hào là nói cho Hào những cái điều mà Hào không nên làm, nên tránh, cũng như là những cái tư duy mà Hào không có thể là mình nghĩ được khi mà mình ở Việt Nam mà mình qua bên Mỹ rồi mình thấy là oh wow, nếu như mình làm theo những cái điều này đó thì chắc chắn sau này cuộc sống của mình đó là sẽ tốt hơn. Thì Hào sẽ chia sẻ với các bạn 5 điều sau đây để mà hy vọng là có thể giúp cho các bạn có thể set up lại cái tư tưởng của mình khi mà mới qua Mỹ, hoặc là bạn đã ở Mỹ rồi mà nếu bạn thấy bạn trong những cái điều này thì biết đâu nó sẽ giúp được cho bạn sau này, đúng không? Và đây là những cái điều mà dựa trên kinh nghiệm bản thân và những cái khoảng thời gian mà Hào đã trải qua. Nếu mà bạn nào mà có những cái suy nghĩ khác hoặc là bạn có những cái gì mà muốn thêm á trong những cái ý mà Hào nói thì các bạn nhớ để lại những comment nhé. Cái điều thứ nhất đó là mình sẽ có người thân ở bên này và gia đình mình sẽ lo cho mình hết tất cả những cái gì khi mình mới qua Mỹ. Cái điều đó chỉ đúng một phần thôi, bởi vì khi mà bạn mới qua Mỹ thì cái bước đầu tiên là cái bước rất là quan trọng. Nếu như mình có người thân và gia đình giúp đỡ thì đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Nhưng mà bạn nên nhớ là sau đó thì tất cả ai cũng phải tự thân vận động. Cái culture của nước Mỹ là cái culture independent. Nó khác với là cái culture của người Việt mình hay là người châu Á mình là dependent, là các bạn là chúng ta là con cái lớn lên là ở với cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ, take care này nọ, mọi thứ trong gia đình. Nhưng mà ngược lại khi mà qua Mỹ đó thì nó hoàn toàn khác. 18 tuổi là đã đủ tuổi để bạn có thể bị đá ra khỏi nhà và có một cái apartment riêng cho bạn. Bạn phải tự bơi vào với cuộc sống của bạn. Nên cái chuyện mà mình set up tư tưởng cho mình là ok, khoảng thời gian bao lâu khi mình mới qua Mỹ, người thân mình sẽ giúp đỡ mình bao lâu thì mình sẽ phải bắt đầu tự thân vận động. Có nhiều người lại suy nghĩ đó là họ hàng bên này quá giàu, mình ở với họ thì chắc chắn là mình sẽ được cái này được cái kia, rồi họ sẽ giúp đỡ mình này nọ. Họ có thể sẽ giúp cho mình được cái bước đầu giống như là chỉ cho mình học trường này, thì đi xe bus là đi xe số này, hoặc là chở mình đi shopping để mà có thể sắm đồ cái dụng cụ cần thiết. Nếu như mình có người thân mà người thân mình có giàu cách mấy thì cũng đâu có thể mà chở che hoặc là trả hết bill cho mình, đúng không? Các bạn có coi những cái video trước đó thì họ có nói là trong cái thời gian mà Hào ở với lại bà nội rồi dọn ra ở một mình như thế nào, thì cái lúc đầu tiên đó Hào sẽ không có nghĩ là mình có thể ở một mình. Cái đó là cái điều mà như là nó rất là khác so với cái thời đại cũng như là cái generation của Hào lúc mà trước khi mà Hào qua Mỹ. Bây giờ thì các bạn hình như là thích sống một mình hơn, thì đó là cái mà Hào khám phá ra được khi mình qua bên này đó. Nó rất là tự do các bạn ạ. Đúng là nó sẽ buồn một chút xíu, nhưng mà khi mà bạn thấy được cái sự nó benefit của cái chuyện mà ở một mình đó, được sống và làm những cái điều mà mình thích đó, nó thoải mái lắm. Nhưng mà bạn muốn đi giờ nào bạn đi, bạn muốn về lúc nào bạn về, bạn không cần phải thưa ai, trình ai, bạn muốn mời bạn nào về cũng được. Giống như là cuối tuần bạn có thể có house party, something like that các bạn không? Đó Hào nghĩ đó là một cái lợi ích khi mà nước Mỹ nó đã tôi luyện cho mình được một con người độc lập. Cái điều thứ hai đó chính là lối sống đua đòi chạy theo những cái điều xa hoa mà mình không có thể nào chi trả được trong cái khả năng của mình. Ở Mỹ đó thì cuộc sống của nó có thể như là rất là bình đẳng, bởi vì nếu như mà bạn đi làm mà đóng thuế và bạn sẽ có một cuộc sống như bao nhiêu người khác. Ví dụ như là sẽ có cùng một món đồ nhưng mà nó sẽ có rất là giá tiền khác nhau, thì tùy theo cái túi tiền của mình mà mình sẽ mua cái món đồ nào phù hợp. Thì ở bên này á, cái chuyện này nó sẽ dính đến cái việc mà bạn bè nữa. Bởi vì Hào hay nói cái chuyện mà chọn bạn mà chơi đó. Nếu như mà bạn đi chơi những cái người mà chỉ thích mua đồ hiệu, chỉ thích xe xua là giày dép, quần áo, xe cộ,
thì bạn sẽ phải chạy theo những cái việc đó cho đến bao giờ? Mà trong khi á, những cái người mà định cư là những người phải cố gắng gấp trăm, gấp mười lần cái đồng tiền mình làm ra ở bên này đó. Nếu mà bạn cố gắng mà đâm đầu bạn đi làm đó thì chắc chắn là bạn sẽ có dư. Mà cái số dư đó thì thường á, là mình sẽ đổ vào những cái việc như là LV, Gucci, hoặc là mình sẽ mỗi một năm mình sẽ đổi một chiếc xe mới. Mà những cái điều đó là những cái điều mà mình thật sự không cần thiết nếu như mà cuộc sống của mình mới bắt đầu, mình mới bắt đầu lại và bắt đầu đi vào ổn định cuộc sống ở Mỹ này. Rồi mình sẽ có được cái khả năng để là mình có thể apply cho những cái credit cards. Thì Hào sẽ có một cái tập để nói về credit cards sớm nhé. Thì trong cái credit card đó bạn sẽ có một cái số tiền để mà bạn có thể mượn trước rồi trả sau đó. Cái hệ lụy của nó là liệu mà chúng ta có thể có đủ tiền làm ra để mà trả nợ cho nhà bank. Mà nếu mình không trả nợ cho nhà bank được đó thì mình sẽ bị credit của mình sẽ bị tệ. Thì tóm lại trong một cái câu đó chính là liệu cơm gắp mắm. Nhưng mà nếu mà mình không biết liệu cơm gắp mắm mà mình chỉ chạy theo những cái điều đó thì bạn sẽ chạy hoài và cái tiền nợ credit card của bạn hoặc là bạn có làm bao nhiêu đi nữa thì mình cũng sẽ không bao giờ mà có dư. Cho nên á, người mình á thì rất là thích là xe xua rồi nhưng mà thật sự là ở trong nhà bank không có đồng nào hết. Nên là các bạn phải cẩn thận là bạn chọn cái con đường nào bạn đi để mà mình còn có tiền đóng tiền điện, tiền nhà, tiền nước, tiền bill, tiền insurance, rồi tiền dư để mà sau này nếu bạn muốn mua nhà hoặc là bạn muốn mua cái gì quý giá cho bạn thì bạn vẫn còn có thể làm được. Cái điều thứ ba này mà Hào nói với tất cả các bạn hình như là cái điều này Hào muốn nói với chính bản thân mình luôn. Đâu đó trong tâm trí của mình Hào bắt gặp mình cứ phải so sánh mình với những người khác. Cái thời điểm mà Hào đi qua bên Mỹ là đã 21 tuổi rồi. Thì cái thời điểm đó là những đứa bạn đại học của Hào nó đã vừa tốt nghiệp đại học và nó đã bắt đầu có công ăn việc làm. Thì ngày nào mình cũng lên Facebook mình coi, mình thấy nó có job này job kia rồi nó được promoted làm được những cái chức vụ thế này. Còn mình thì ở đây thì IELTS đi học ESL, một chữ tiếng Anh thì cũng không rành. Mà sau này cái công việc tương lai của mình là cái gì mình cũng chẳng biết. Mình không thể nào mà so sánh cuộc sống của mình với cuộc sống người khác. Nếu như mình tiếp tục như vậy thì mình lúc nào cũng sẽ là cái người chạy trên cái đường đua mà bị tụt hậu đằng sau mà chẳng bao giờ nhìn thấy ở phía trước. Lý do rất là đơn giản thôi, bởi vì mỗi người mỗi cảnh và mỗi người có một cuộc sống khác nhau. Nên là mình chỉ có biết là phải cố gắng và cố gắng thật nhiều, nỗ lực rất nhiều để mà cho mình một cái tương lai tươi sáng hơn là mình phải đâm đầu, mình đi học, đi làm. Mình phải chứng minh được cho tất cả mọi người thấy là ở mọi trường hợp cũng như là mọi hoàn cảnh, ở độ tuổi nào thì mình vẫn sẽ nỗ lực và sẽ không bao giờ mà chùn bước. Mà một cái điểm khó ở Hào đó là mình là một cái con người mà không có cho mình những cái credit để mà có thể tự cảm nhận là mình đã làm đủ. Khi mà bạn ở Mỹ mà khoảng 2-3 năm trời bạn cảm thấy là mình chẳng làm được gì, mình chưa làm được gì thì bạn hãy ngồi xuống và lấy một cái moment, một chút, một phút để mà mình có thể nhìn lại. Nếu như bạn đã học được tiếng Anh nè, bạn đã học được college nè, bạn lên đại học nè, bạn tìm được một job, bạn có thể trả bill, bạn có thể gửi tiền về cho gia đình, support cho ba mẹ, bạn có thể mua được cái này, mua được cái kia. Đó là những cái thành tựu mà mình đã đạt được thì nó sẽ là một cái nguồn động lực nho nhỏ để giúp cho các bạn tiếp bước tiếp theo cái con đường phía trước. Cái điều thứ tư đó chính là một cái câu mà được rất là nhiều bạn trẻ hoặc là những cái người không còn trẻ họ vẫn sử dụng nếu như mà họ không có cái mục tiêu kế hoạch cho cuộc sống của họ sau này, đó chính là YOLO. Các bạn hiểu YOLO là gì không? YOLO có nghĩa là you only live once. Nhưng mà thật sự nhá, Hào đổi cái câu đó ngược lại và Hào không nghĩ là you only live once. You live every day và you die once, có nghĩa là bạn sống mỗi ngày và bạn chết một lần. YOLO với Hào ở đây đó, đó giống như một cái câu để mà động lực để cho mình cố gắng, phấn đấu. Mình có những kế hoạch, mình có những cái suy nghĩ tích cực như thế nào để mình có thể đạt được những cái điều mình muốn trong cuộc sống. Đó là YOLO. Còn nếu như mà YOLO để mà mình làm những cái rất là tức thời, mình làm những cái điều mình muốn ngay bằng được bây giờ bằng tất cả mọi cách và mình không có khả năng thì YOLO nó sẽ mất đi cái giá trị và cái ý nghĩa của nó. Bởi vì tại sao mà họ đổi ngược lại đó là you live, mình sống mỗi ngày nhưng mình chết một lần. Bởi vì khi mình thấy được cái điều đó thì sống mỗi ngày trong cuộc sống mình phải cố gắng như thế nào đó, mình đặt ra những cái mục tiêu và mình sẽ đạt được những cái điều đó. Trong tiếng Anh có cái câu là live a fully life với các bạn, có nghĩa là sống đầy đủ, sung túc và sống một cuộc sống thật là ý nghĩa. Bởi vì khi mà mọi thứ nó full ở đây có nghĩa là đầy và căng, hiểu là vậy, thì nó sẽ
mình sẽ không còn gì để hối tiếc, đó mới là YOLO. Cái điều thứ năm cũng như là cái điều mà Hào cũng đã từng nói với mình, nhưng mà thật sự là qua bên này mình mới hiểu là nó là cái điều không thể, đó chính là qua Mỹ rồi tự nhiên tiếng Anh mình sẽ giỏi. Nếu như bạn một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết, bạn chưa bao giờ mà xách cái đích của bạn mà đi học vô trong những trung tâm Anh ngữ để mà học mà cố gắng phấn đấu đấy, thì bạn sẽ không bao giờ biết tiếng Anh. Một cái điều minh chứng đó chính là ngày xưa khi mà ba Hào đi qua đây đó, thì ba Hào đi học ESL mà là lớp 1 với các bạn, mà Hào phải đi theo ba Hào để mà học, nhưng mà ba Hào thì không có học vô, tại vì người lớn rồi không học cũng vô được. Cho nên là nếu như bạn nào mà có cái tư tưởng và suy nghĩ là ô bây giờ mình không cần phải học hỏi tiếng Anh gì đâu, qua Mỹ mình sẽ biết rồi, thì đó là một cái điều hoàn toàn sai trái. Bởi vì có nhiều người họ cố gắng hết sức mà vẫn không thể nào mà học được tiếng Anh. Các bạn ráng, các bạn học hết ESL là English as Second Language cho Hào, thì lúc đó là bạn đã có đủ một cái nền tảng cũng như là một cái cơ bản vững chắc rồi, thì mình sẽ không có sợ gì lắm. Nếu mà không biết được mặt chữ hay sao thì bạn học biết cách giao tiếp cơ bản thôi là đã đủ rồi. Mà cái điều vui nhất đó là lỡ như một ngày nào đó mà bạn dính một cái câu chuyện mà bạn muốn chửi lộn với người Mỹ thì sao, thì ít nhất là bạn phải biết chửi lộn bằng tiếng Anh, đúng không? Tụi hồi đó đi học có thầy cô hay nói là khi mà bạn biết chửi lộn bằng tiếng Anh rồi thì lúc mà bạn tiếng Anh bạn đã giỏi rồi. Hình như là Hào sẽ nói cái vấn đề này hoài luôn về cái American Dream, chuyện chưa kể là bạn phải biết tiếng Anh và bạn phải học tiếng Anh và bạn phải cố gắng trau dồi tiếng Anh, bởi vì đó là cái key, cái chìa khóa mà có thể giúp bạn bước vào cuộc sống ở bên xứ người này. Mà tất cả những cái điều này đó là chúng ta phải cần rất là nhiều, nó gọi là practice, gọi là thực hành đó các bạn. Mình phải suy nghĩ, bởi vì nó đó là một cái tư tưởng rồi, thì bạn khi mà bạn muốn thay đổi cái tư duy với cái tư tưởng của mình đó, thì nó sẽ cần rất là nhiều thời gian. Nên là nếu mà ai mà thấy mình trong những cái trường hợp này thì có lẽ là chúng ta nên bắt đầu phải suy nghĩ lại, và hy vọng rằng với một cái tư duy tốt hơn thì những cái cánh cửa mở ra cho tương lai của mình nó sẽ tốt hơn. Và video đến đây cũng đã hết rồi. Nếu như mà các bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn like, subscribe và chia sẻ rộng rãi nhé. Đừng quên là những comment cho Hào các bạn suy nghĩ gì về những năm cái điều mà Hào đã nói với tất cả các bạn. Các bạn thấy những cái tư duy của mình như thế nào? Ai là cái người mà đã mentor cho các bạn khi mà bạn mới đặt chân qua nước ngoài sinh sống? Thì để lại comment nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào.